lối. Anh em đang ngắm một tác phẩm cây xanh. Có lẽ đây là cây xanh của Quốc Anh, Đông Anh, Hà Nội. Thần pháp lở làng quá nhanh. Thực sự Nam Điển nuôi mà. Quốc Anh, Vũ Thủy, Tam Phong Vũ Thủy. À, cái điểm nhấn của cái con này nó có một cái tay chạy này, vòng vèo. Một cái điểm nhấn rất mạnh. Và ngay cạnh đây thì có hai tác phẩm cây xanh quê. Con này cũng làm mê đắm đông người này. Nói về độ già, độ đẹp. Với bóng dáng con này thì bóng tán thì nó chưa được lụt lắm đâu. Con này thì có lẽ là phải xử lý thêm lại cái bộ bông tàn này. Thì nó sẽ đẹp hơn rất nhiều nữa. Còn thân pháp của nó như thế là ok thôi. Có lẽ cái này phải rơi vào tay anh Thuy, anh sắp xếp lại bộ bóng tán này. Thì nó sẽ phiêu hơn rất nhiều. Một tác phẩm rất quý. Đúng là một cái xanh quê nhưng nó là báu vật nhân gian. Nhưng mà tôi thích con này thả nước hơn. Thả nước nhìn nó soi bóng nước nó đẹp. Và cái thứ hai là trơ cái bộ móng nó cun. Nó chun trần cái bộ trần móng nó phê lắm quý vị ạ. Khi lên đất thế này thì nó bị lồi cao lên. Nó không hở được cái chân. Hoặc là này thì phải cho đất nó thấp. Một lớp thoát mỏng. Đấy. Nhưng ngày trước cái bộ chân này nó lồi rất đẹp này. Do đợt này để đất thì nó che mất cái chân, cái độ họm sâu của nó có cái độ hút. Nhìn nó cùn hơn rất nhiều. Đấy, như cái này thì cái bộ bóng tàn của nó sẽ đẹp hơn. Nó có sự sắp xếp trên dưới bồng bềnh. Những cái này thì cũng phải lên làm cái bộ hệ thống bông tán cho nó phiêu hơn nữa. Thì nó sẽ phê hơn rất nhiều. Thực ra một tác phẩm rất quý. Nhưng mà chưa được khai thác tối đa. Cần phải khai thác tối đa để cho nó đẹp hơn. Vì cái khi mà cái bông tàn ăn với cái tổng bóng rất quan trọng quý vị ạ. À, chào các bác. Lúc nó sôi hẳn thì lại mượn nữa. Vâng. Một cây xanh cổ nhỉ, nguyên bản được làm uốn loang ngoằng. Để những cái bệ này cũng được đi xem đó. Mà được. Về có phát không đấy? Dạ. Về có phát lên TV không đấy? Các bác phải xem trên kênh Bonsai Đinh Vượng sẽ thấy. Bonsai gì á? Bonsai Đinh Vượng ạ. À, Linh Vượng à? Vâng. Chứ không phải gì Nguyễn với lại đấy hả? Linh Vượng à? Bonsai Đinh Vượng. À, Đinh Vượng. Và cái này nhìn cái này phải gõ nữa. Yeah. Cái này cái nét gõ nó mới ra như thế đấy. Dạ. Nhìn nét biết nó rất đẹp. Đinh Vượng. Cái này là có cái led cổ nguyên bản. Cây thì rất già. Nét chạy rất thoáng đúng không? Vâng. Thoáng mà dạ, rất đẹp. Gai.
bay bổng đúng không? Rồi các bác cái này rất yêu thích những cây cổ. Cây cổ đã lên ngôi. Đây là một cây phu thê viên mãn của anh Bùi Đức Dũng. À, đây là cây của anh Dũng Chọc. Dũng Chọc Việt Trì. Mình là hãng gì đấy? Dạ, cây nhà bonsai Đinh Vượng. À, bonsai Đinh Vượng. À? Dạ vâng. Trên xe hôm nay mình nhìn thấy. À, đấy ạ. Bác ở đâu nhỉ? Ở bên đây. À, nhà gần đây ạ. À. Bác đứng cạnh cái cây này hỏi cho em này. Quay tí vào cho nó so sánh cái người với cái cây. Không phải. Cây này đẹp lắm. Không phải cây của mình. Đứng cạnh vào so sánh những người với cây, người ta so sánh. Nhiều khi xem không hình dung được ra cây to cây bé nào. Đúng là lên màn hình là nó khó hình dung, như có người đứng cạnh vào thì mọi người mới so sánh được giữa cây với người, đúng không? Đấy. Cái này là một đôi cây rất mịn và nó là cây tầm thước. Cây hàng trung này. Vâng, cây tầm cây hàng trung này, tầm thước. Bể đá này cũng quý lắm. Riêng cái bể đá này là cũng nhiều tiền rồi nhỉ. Rồi, bể đá này là... Đó. Một cái bể đá cổ. Nói như cái này là rất là mịn. Hai cây xanh. Cây xanh Nam Điên này chất liệu lá thì quá đẹp. Lá nó phẳng. Đây cái lá này nó quan ít, nó rất dày. Lá nó tươi lá. Và cái thân pháp này các bạn xem rất là mịn mà. Hai cây là siêu siêu nhỉ. Song siêu là siêu siêu với nhau uốn lượn đẹp. Đinh Vượng. À, vâng, các anh về cứ gõ vào là có ngay. Ôi, mình chỉ vào suốt à, xem mãi rồi đúng không? Xem mãi. Vừa rồi ông chẳng quay cho thằng Rian ở bên Cứu Bằng Thạch Thất ạ. À? À, vâng. Nhiều. À, xin chào. Cây nào nhỉ? Ngày nào xem kênh của anh. À, thế à? Vâng. Cây nào đấy? Không, em không quay, em chỉ yêu cây em xem thôi. À, yêu cây đi, vâng. Con nào quanh. Ừ. Thế em gần đây hôm nay lên đây của. Ừ. Đây là cái nó già, được cái rất là vàng. Già rất vàng, rất sáng. Cái nguồn nước phải tưới rất sạch đấy, nó mới được cái màu già đẹp như thế này. Cái này là cái chất. Nói chung là đây là cái triển lãm này là cũng chọn nhiều cây đẹp đấy. Vâng, nói chung là cái khu vực này là đợt này như thế là tuyệt vời. Chất lượng của cây. Chất lượng. Cái triển lãm này là có sự tuyển chọn. À đây, cái con này họ cắt một cái cành xong họ làm thành cây mới. Cái đường chạy nó cũng ghê gớm nhỉ. Chứ cái thân chính của nó ngày xưa là chạy đằng kia cơ. Họ giữ lại một cái tay đấy. Thế mà giờ thành cái đường chạy cái cổ ngọn đẹp quá thật. Nó quăng lắc nhỉ. Nhìn vào này phê lắm này, góc bên này nhìn. Thực sự là phê này. Đấy đứng nay thì các bạn nhìn thấy cái độ quăng lắc của cây này. Cái ngọn nó quá dẻo. Bên kia khả năng nó là một cây răng lão đấy. Gù gù thế nhưng mà cái ngọn nó lên nó có duyên đâu. Không răng lão. Ngọn lên duyên thật ấy. Nói chung con này cái thân này nó đẹp. Đấy ngày xưa họ cách tận dụng họ nhiều khi cắt đi. Cái chất dâm này nghe nó không được khỏe đâu. Nó vẫn là xanh cây xanh Nam Điền mà. Nhỏ. Hay nó do họ chăn nuôi thôi. Đấy nhiều khi là cả một cái cây này cắt bỏ đi lấy mỗi cái tay này. Làm thành dựng thành một cây mới này. Nhưng mà giờ nó có đẹp không? Nó biến đổi cây đấy. Nhiều khi nhặt cắt ra tiền ở chỗ đấy. Đấy nhặt cắt ra tiền. Đặt cho ông ấy đứng ngó lên này nhỉ. Cây này nó đối nhỉ. Đúng rồi, cho cái ông cụ đứng còn trong cái gậy ngó lên đúng không? Cây nhìn nó duyên dáng. Một cái ngọn này vào này. Dạ. Lối hẳn một cái ngọn này từ đây lên. Thế cơ à? Đây. À đây à? Một vết khoanh tròn này, này. Đóng này. Trình nó đóng tôi đâu. Đó. Nối hẳn cái này của một cây khác này. Không, liền. Không, cây này đây, với vết này. Liền chị. Vết này đây mày. Ôi xin lỗi. Vết này đóng ấy. Hay là họ gọp. Trình đóng kiểu như là đục nát ấy. Kiểu như đứng ở đây mà làm ông kiểu. Đấy, thấy không? Nè. Ờ, đấy, một quả, đúng một khoanh tròn này. Thế mà nó mịn thế nhỉ? Không phát hiện ra đâu. Ừ. Thế là quá lâu nhỉ? Quá lâu rồi, nó phải hàng chục năm trở lên rồi. Sợ không phải, vẫn là một. Nếu không thì đấy ngày xưa phải bị thắt một cái dây gì bị thắt cái dây gì đó hay là phải khả năng vẫn là một không phải đâu. Okay, nó liền đấy.
nếu không thì đấy phải nhờ đấy. Nó, biết đấy tại vì đây hai cái này là cùng màu da này, cùng cái chất gai sần, nó là nó liền đấy, không phải đâu, nó liền đấy. Đúng rồi, nó liền đấy. Nhưng phải nói là đúng là, chứ nếu mà đồng ghép không thể ghép thế được, ghép nó phải kiểu khác, chứ không ăn phẳng như thế được. Ghép nó phải cắt trên dưới tạo thành như cái lêm. Chứ cái ngọn nó xuống như này, đây là cái cành. Đúng rồi, cành ép ngược lên, xong cắt cái ngọn đi. Nó nhăn. Cắt cái ngọn đi thì nó đẩy lên. Nó xịn đấy, không phải đâu. Cái cành nhiệt này, cắt cái ngọn đi xong cuốn vọt. Nhiều khi những cái nhặt cắt ra tiền ghê gớm. Không phải là mình ghép.